Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 1976 và Việt Nam gia nhập vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. Tại điều 6 trong công ước này quy định, các quốc gia thành viên công ước phải thừa nhận quyền làm việc, trong đó bao gồm quyền của tất cả mọi người có cơ hội kiếm sống bằng công việc do họ tự do chọn lựa hoặc chấp nhận. Dự xã hội nói gì về quyền cơ bản này? Trước hết vốn xã hội khẳng định quyền có việc làm là một quyền căn bản của con người. Nhờ có công an việc làm mà con người có thể tạo nên một thành tựu nào đó cho bản thân và cho người khác. Đồng thời nhờ công việc, con người có thể phát triển những thiên hướng và năng lực của bản thân cũng như tham gia vào sự tiến bộ về kinh tế, xã hội và văn hóa. Bên cạnh quyền có việc làm, vốn xã hội còn đưa ra các quyền khác đi kèm như quyền yêu cầu được hưởng những điều kiện làm việc không gây hại cho sức khỏe phần xác không làm tổn thương nền phong hóa và quyền được hưởng một số tiền lương có thể đảm bảo cho người thợ và gia đình của họ có một mức sống phù hợp với nhân phẩm cũng như quyền được nghỉ ngơi có lương theo định kỳ và các kỳ nghỉ lễ về phía nữ giới họ có quyền đòi những điều kiện làm việc cân xứng với nhu cầu theo giới của mình và thích hợp với nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Thứ hai, song song với quyền có việc làm, vốn xã hội cũng nhắc mọi công dân và bổn phận phải chung tay xây dựng công ích qua việc đóng thuế, sống tình liên đới với mọi người và nhất là với người nghèo. Cuối cùng, việc tạo đầy đủ công an việc làm cho người dân thuộc trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị, trong đó vai trò quan trọng thuộc về chính phủ của các quốc gia các doanh nghiệp và công đoàn nói tóm lại người dân có quyền đòi chính phủ phải bảo đảm cho họ một công việc xứng hợp với phẩm giá và năng lực của bản thân cũng như qua công việc đảm bảo cho người thợ và gia đình của họ có một cuộc sống xứng hợp với nhân phẩm của mình